trong thiết kế nhiều khi chúng ta cần phải làm cái việc thay đổi một cái nội dung gì đó ở trong một cái thiết kế mẫu, ví dụ như là một cái giấy mời hoặc là một các visit, thì nội dung tổng thì nó vẫn giữ nguyên tất cả, tuy nhiên là các nội dung cá nhân thuộc về một người nào đó trong giấy mời hoặc là một người nào đó trong các visit thì rõ ràng là có những sự khác biệt. Và thông thường là nếu mà chúng ta không biết cái phương pháp làm việc thì chúng ta sẽ thường là phải nhân bản cái tài liệu đã thiết kế ra thành những cái bản sao khác nhau, và sau đó thì chúng ta lại copy paste cái nội dung chi tiết về tên người, nghề nghiệp, phương thức liên lạc cá nhân của người đó để thay thế vào trong cái bản sao đó. Cách làm như vậy thì nó mất rất là nhiều thời gian và tồn tại một cái nguy cơ, đó là copy paste thiếu, sai, nhầm từ người nọ sang người kia. Và để giải quyết cái việc đó thì các cái chương trình thì thường là có hỗ trợ cái khả năng là làm việc với lại một cái tệp dữ liệu bên ngoài để thay thế một cái nội dung được chỉ định ở trong bản thiết kế. Cụ thể là hôm nay là chúng ta sẽ cùng làm quen với thao tác là DreamWorks ở trong CorelDRAW với một cái ví dụ rất là cụ thể là thiết kế một các visit, sau đó thì chúng ta sẽ lấy một tệp dữ liệu từ bên ngoài, cụ thể ở đây là một cái tệp dữ liệu ở Excel, để thay thế tên người, chức danh và phương thức liên lạc vào các cái bản khác, và sau đó thì chúng ta sẽ in nó ra như thế nào để cho nó tiện lợi nhất. Thế thì trong bài ví dụ này thì tôi đang có một cái các visit đã thiết kế xong, và từ các visit này thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái bảng Excel chứa dữ liệu, sau đó thì chúng ta dùng chức năng DreamWorks để chúng ta lấy dữ liệu từ tệp Excel đó thay thế vào các cái bảng thiết kế chi tiết. Thế thì trước hết là cái bảng này của chúng ta đã ổn thỏa rồi, việc bây giờ là chúng ta sẽ cần phải lấy dữ liệu từ cái bảng Excel để chúng ta đưa vào, và trước hết là chúng ta khởi động Excel lên đã. Sau khi khởi động Excel thì chúng ta sẽ tạo mới một cái bảng như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu mà chứa thông tin chi tiết về từng cá nhân, sau đó thì lập cái nội dung trong Excel. Để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ tìm cái tệp danh sách. Ví dụ tệp danh sách là như thế này, thì chúng ta sẽ copy và chúng ta sẽ đưa nó vào trong Excel. Ở đây chúng ta có 4 trường cần phải thay đổi, một là tên người, hai là chức danh, ba là số điện thoại và bốn là email. Thì bây giờ tôi sẽ vào trong Excel và tôi sẽ dán cái nội dung này vào. Có bao nhiêu người thì chúng ta sẽ dán tương tự vào bấy nhiêu, và sau đó thì chúng ta sẽ format lại để xem là nó đã đầy đủ hết hay chưa. Kiểm tra. Thế ở đây thì đang thì có lẽ là nó đang bị lệch một chút, thì chúng ta có thể là dịch cái này. Này, chúng ta dán vào đây. Đến đây thì chúng ta đã có
có được cái danh sách và chúng ta sẽ thiết lập cái thông tin cho từng trường này. Ví dụ ở đây thì tôi đặt tên cho nó là name này. Ở đây chúng ta tạm đặt cho nó là job. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đặt tên là mobile. Tiếp theo chúng ta đặt tên cho trường này là email. Tuy nhiên khi làm việc ở trong Excel thì chúng ta lại gặp phải một cái vấn đề là số điện thoại của chúng ta, thì khi nhập vào trong Excel thì nó phát sinh ra vấn đề là nó không hiển thị cái số 0 ở đằng trước, và lúc này thì chúng ta sẽ cần phải hiệu chỉnh một chút. Tất nhiên là đối với các cao thủ của Excel thì chuyện này giải quyết rất là dễ dàng. Tuy nhiên nếu như mà các bạn là dân design không rành lắm thì tôi cũng hướng dẫn luôn các bạn cái cách để xử lý cái này. Thì để thực hiện thì các bạn hãy chọn cái cột, sau đó thì chuột phải vào đây và chọn format cell. Trong format cell khi mà cái bảng này hiện lên thì các bạn chọn là chọn cái tùy chọn là text, sau đó thì nhấp OK. Với cái tùy chọn như thế này thì các bạn có quyền là điền thêm cái số 0 ở đằng trước và nó sẽ không bị mất đi nữa. Sau khi mà chúng ta thực hiện xong cái thao tác là chuẩn bị cái gói dữ liệu ở trong Excel thì chúng ta sẽ tiến hành lưu nó lại. Chúng ta sẽ lưu nó vào trong cái thư mục chứa cái tài liệu thiết kế đã làm sẵn và đặt tên là danh sách. OK, đến đây thì chúng ta không cần cái này nữa mà chúng ta có thể đóng cái cửa sổ Excel này lại rồi. Và kể cả cái danh sách này nữa chúng ta cũng có thể đóng lại. Bây giờ chúng ta quay trở lại với lại cái mẫu thiết kế đã làm sẵn. Việc bây giờ là chúng ta cho cái tài liệu này nó nhận cái tài nguyên từ bảng Excel mà chúng ta vừa mới tạo. Sau đó thì chúng ta sẽ gán cái thông tin mới từ cái tên Excel vào. Thế để bắt đầu thì chúng ta nên là lưu cái này lại, save as cái này lại thành ra là một cái tên khác để chúng ta bảo toàn cái các mẫu. Chúng ta sẽ đặt tên nó là các visit mark hay là print mark. Sau khi mà chúng ta rename CSS nó thành một cái tài liệu khác thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bằng cách là vào menu file. Trong menu file thì chúng ta tìm tới phần printmark và chọn cái lệnh đầu tiên create load printmark. Trong bảng printmark này thì chúng ta có hai tùy chọn là create new text và import text from a file on an ODBC data source. Các bạn hãy đánh dấu vào cái tùy chọn thứ hai. Sau đó thì nhấn next. Tại đây thì phần data source thì cho phép chúng ta chỉ định xem là lấy cái source này ở đâu. Thì chúng ta sẽ chọn cái phần ODB data source này và chọn và cái nút lệnh là select ODBC data source. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trỏ tới cái địa chỉ chứa cái tệp Excel vừa rồi và chúng ta sẽ mở nó ra. Ở đây thì các bạn thấy là nó trống và chúng ta sẽ tìm một cái tới cái trường DS name và chúng ta chọn new. Khi mà cái hộp thoại mở ra thì trong này có một số cái tùy chọn thì chúng ta sẽ chọn là Microsoft Excel Drive. Sau đó thì nhấn next. Tiếp theo thì chúng ta sẽ browse vào về nơi mà chứa cái tài liệu đó một lần nữa và để chọn nó. Sổ danh sách, chọn all file và chúng ta sẽ lấy cái tệp Excel mà chúng ta vừa tạo vừa rồi. Nhấn lệnh save, sau đó thì nhấn next, finish. OK. Sau đó thì cái hộp thoại mới mở ra tên là Select Workbook thì chúng ta chọn cái tệp TXT vừa rồi, sau đó lại tiếp tục OK thêm một lần nữa.
chọn. Ok, đến đây thì các cái tài liệu đã bắt đầu được nhận diện và nó nhận ra rằng là trong cái tệp này chứa 4 sheet, 4 cái nội dung bao gồm là name, job, mobile và email. Chúng ta tiếp tục ok để xác nhận cái thông tin này. Sau đó thì nhấn next tiếp tục. Nếu các bạn muốn hiệu chỉnh tên tuổi hoặc thêm bớt gì thì các bạn làm tiếp. Còn về cơ bản đến đây thì chúng ta đã đủ cái nội dung cần thiết thì chúng ta lại nhấn next tiếp. Nó nhận diện toàn bộ và câu cái dữ liệu ở trong cái tệp mà chúng ta vừa chỉ định vào trong này. Tiếp tục thao tác với nút next. Cuối cùng thì nhấn lệnh finish. Thế thì sau khi dữ liệu được lựa chọn thì có một cái thanh gọi là thanh Primark hiện lên ở trong cái cửa sổ này. Và việc của chúng ta bây giờ là nhập các cái trường đó vào trong bản thiết kế, đồng thời format lại cho nó đúng cái định dạng giống như là cái bài mẫu. Để làm cái việc này thì chúng ta nên có một cái thao tác là hiệu chỉnh lại một chút, tức là chúng ta kéo cái thước vào trong này để chúng ta định dạng lại cái tọa độ gốc của những cái trường mà sau này chúng ta sẽ thay thế. Thế thì để thao tác thì chúng ta bật thước lên. Nếu thước mà chưa bật thì các bạn hãy kiểm tra và các bạn bấm vào cái biểu tượng Show Ruler ở trên thanh Standard này, hoặc là các bạn vào View và các bạn tìm Show Ruler. Và sau khi chúng ta bật cái thước này lên thì chúng ta sẽ phóng lớn lên một chút để chúng ta kéo cái thước vào. Thế thì từ thước ngang thì chúng ta sẽ kéo một đường để làm sao định nghĩa được cái đường chân của các cái đối tượng. Đây, chúng ta bấm vào đây, Show Guide. Sau đó thì chúng ta lại kéo tiếp các cái đường dòng. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ dịch xuống các trường bên dưới này và chúng ta sẽ hiệu chỉnh một chút cho các cái này nó nằm đúng cái đường gai dòng ngang. Tiếp tục thì chúng ta sẽ làm cái thao tác là nhập cái nội dung vào. Bây giờ chúng ta thu nhỏ lại để chúng ta quan sát tổng thể và chúng ta bắt đầu đưa các cái trường được định nghĩa ở trong file Excel vào đây. Thế thì trong cái trường file này thì chúng ta sẽ có 4 cái tùy chọn bao gồm name, job, mobile và email giống như chúng ta đã định nghĩa ở bên file Excel. Và việc của chúng ta là lần lượt điền tràn các cái trường này vào và sau đó format lại và sắp xếp lại đúng tọa độ của cái bài mẫu. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn cái file này, đúng không? Đầu tiên là name và chúng ta chọn insert primark file thì sẽ có một cái trường được điền vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái file gốc này, cái nội dung tài liệu gốc này thì nó sử dụng phông gì, size bao nhiêu và màu gì, thì chúng ta cũng sẽ format lại nó đúng cái kích thước, rồi thì định dạng file và màu sắc như thế. Thế thì ở đây là chúng ta đang sử dụng phông VNF Futura ở trong cái bài này, thì chúng ta sẽ chọn cái trường này và sau đó sổ danh sách ra. Và có một điều rất là tiện trong Corel thì là những cái file nào mà những cái phông nào mà được sử dụng gần đây thì thường là nó sẽ liệt kê ngay ở trên đầu danh sách khi mà sổ phông ra và chúng ta có thể rất dễ dàng chọn được cái phông đó. Sau khi format nó sang định dạng này thì chúng ta đưa nó về size là giống như bài mẫu và chúng ta cũng sẽ chọn cái màu giống như cái bài mẫu. Việc tiếp theo thì chúng ta sẽ xóa bỏ cái nội dung gốc này đi và chúng ta sẽ đưa cái tài liệu này lên, hoặc nếu không thì các bạn có thể gióng hàng, nhưng mà gióng hàng thì đôi khi thì nó cũng không thể nào chuẩn được giống như là chúng ta mong muốn. Tại vì ví dụ như là trong trường hợp này thì cái chữ name này của chúng ta thì nó không có dấu, cho nên là nếu mà gióng hàng thì nó còn sẽ bị tụt xuống dưới do cái chữ này là có cái dấu nặng ở bên dưới. Do đó thì chúng ta sẽ làm hơi thủ công một chút là chúng ta đưa vào. Bây giờ chúng ta phóng lớn lên, nhấn F2 phóng lớn lên và chúng ta kiểm tra xem là nó nằm đúng cái đường gai này chưa. Và việc còn lại thì chúng ta sẽ gióng hàng bên trái so với các cái dữ liệu cũ còn lại. Thì chúng ta chọn trường này, giữ shift, chọn cái dòng bên dưới và nhấn L để
đưa nó về nằm cùng với lại cái cạnh trái của các dữ liệu còn lại. Và sau đó thì chúng ta thực hiện tiếp thao tác với các cái trường dữ liệu còn lại. Ở đây là trường job, thì chúng ta cũng lại tiếp tục sổ danh sách ở trên cái phần framework này và chúng ta chọn job. Sau đó thì thực hiện thao tác giống như cũ, tức là insert framework file. Và chúng ta lại có một cái trường thứ hai, tiếp tục bấm vào cái trường mẫu để quan sát xem là sử dụng phông gì, size là bao nhiêu, màu gì, thì chúng ta cũng format lại như thế. Ở đây là phông area size là 7 và chúng ta sẽ chọn cái job này, area chọn 7, màu đen thì chuẩn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác là gióng hàng vào bên trái, sau đó thì chúng ta sẽ xóa cái dữ liệu gốc đi và chúng ta cũng sẽ lại hiệu chỉnh cho cái chữ này nó nằm vào trong cái phạm vi mà chuẩn của cái bản mẫu, thì chúng ta kéo lên đây cho tới khi nào mà cái chân chữ B nó nằm đúng vào trong cái đường gióng ở gai này. Tiếp tục với cái trường thứ ba, đó là chúng ta chọn mobile. Ở đây thì chúng ta thấy là bấm vào trường mẫu thì hiện tại đang là dòng trên dòng dưới, và để cho nó dễ làm thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl K, chúng ta tách hai cái dòng này ra. Tiếp theo chúng ta chọn mobile, insert và lại tiếp tục format. Thì ở đây cái size của cái này là area 6 và nghiêng, do đó tôi cũng phải format lại 6 này, nghiêng này. Tiếp tục gióng hàng phía bên trái, nhấn L, left, xóa bỏ cái tài liệu gốc đi và chúng ta hạ cái chữ mobile này làm sao cho nó nằm xuống đúng cái đường chân này. Thao tác cuối cùng là chúng ta sẽ chọn cái email cũng đưa vào đây. Cái này thì nó giống hệt với là phần mobile, thì chúng ta cũng format nó là 6 nghiêng. Sau đó thì tôi có thể là xóa bỏ cái này đi một cách rất là đơn giản, và tôi sẽ chọn cái chữ mobile, chữ email này, nhấn Ctrl L để ghép vào thành một cái khối dữ liệu. Sau đó thì chỉ cần Enter đưa cái này xuống dòng thì nó sẽ nằm đúng theo cái khoảng cách giãn dòng cũng như là dòng hàng bên trái. Đến đây thì chúng ta đã chuẩn bị được đầy đủ tất cả cái phần nội dung sẽ thay thế, và thao tác tiếp theo của chúng ta thì chúng ta có thể là chọn một trong hai tùy chọn, một là Merge to New Document để chúng ta sẽ đưa cái dữ liệu vào và lưu nó lại thành một cái tài liệu mới bao gồm tất cả những cái nội dung này, hoặc là không thì chúng ta có thể chọn luôn cái tính năng là Perform Pre-Merge và nó sẽ đưa dữ liệu vào đồng thời kết nối máy in để chúng ta có thể là in cái tài liệu này ra luôn. Trong trường hợp này thì tôi sẽ hướng dẫn luôn ở cái phần là in, bởi vì là khi mà chúng ta chọn Merge to New Document này thì nó sẽ lưu thành một cái file gồm có nhiều trang và mỗi trang nó sẽ chứa một cái visit khác nhau đã được thay tên đổi họ và đưa các dữ liệu cá nhân vào. Tuy nhiên là khi mà mỗi một cái tài liệu này nằm ở trong một trang khác nhau thì cái việc in ấn nó cũng sẽ trở nên là khó khăn hơn. Tôi muốn là sử dụng là in và sau đó thì chúng ta sẽ ghép nó thành một cái bảng để làm sao in đỡ mất thời gian nhất và tiết kiệm giấy tờ nhất. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào Perform Print Merge và chúng ta sẽ thực hiện lệnh Print Preview để chúng ta quan sát xem là nó sẽ hiện ra như thế nào. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là có 3 trang, thì mỗi trang này thì nó đã được thay tên đổi họ và đưa các cái dữ liệu vào một cách đầy đủ. Tuy nhiên thì tôi sẽ chọn cái tùy chọn ở trong cửa sổ Print Preview này, thì tôi chọn cái nút lệnh thứ hai này là để sắp xếp cái bản in, và lúc này thì chúng ta sẽ bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái vị trí của cái bản in nó sẽ xuất hiện. Và tiếp theo thì ở phía trên này chúng ta sẽ thấy là bố trí hàng và cột, thì tôi sẽ chọn bấm vào đây để tăng cường. Đấy.
tăng cường thì nó sẽ tạo cho tôi thành một hàng gồm có hai tài liệu. Tiếp tục nữa tôi thêm một tức là tôi tạo thành một cột nữa, đó, và sau tôi tăng thêm một hàng. Ở đây thì chúng ta có ba cái tag thôi, trong ví dụ này chúng ta có ba tag thôi. Còn nếu mà sau này các bạn làm nhiều tag hơn nữa thì các bạn bấm làm sao cho đến khi mà nó sẽ full đầy cái trang giấy này thì thôi. Lưu ý là cái vạch đứt nằm ở đây là nó thiết lập để cho chúng ta biết rằng là đây là cái khu vực in, và nếu mà có thành phần nào thò ra khỏi cái phạm vi này thì khi in ra có thể là nó sẽ mất dữ liệu. Sau đó thì chúng ta quay trở lại cái cửa sổ ban đầu này, chúng ta xem thì chúng ta đã nhìn thấy là các cái tài liệu này đã được ghép lại thành một tờ. Như vậy là thao tác in là chỉ một lần chúng ta có thể in ra đầy đủ cả ba cái tag này, và các tag này được đặt rất là sát vào nhau. Thế và do đó thì in xong thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái thao tác là xén nó ra. Và nếu mà cẩn thận thì các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng chèn các cái điểm mốc, điểm xén, dấu xén, thì các bạn bấm vào cái nút thứ ba ở bên trái này. Sau đó thì các bạn có thể chọn một trong các cái tùy chọn ở đây. Đơn giản nhất thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng crop match này, và khi các bạn bấm vào đây thì cái crop match nó sẽ được chèn vào đúng cái tọa độ, đúng vị trí cần thiết. Và thông qua cái việc chèn crop match này thì các bạn có thể là đặt cái thước giống theo những cái đường này để các bạn xén ra. Thực ra thì trong bản thiết kế thì tôi đang để cái viền là viền màu đen cho cái thiết kế mẫu, nhưng mà thực tế ra thì chúng ta có thể là đặt cho nó là không tô màu để cho nó đỡ bị hiện lên cái vết đen khi mà chúng ta xén. Và đến đây thì chúng ta chỉ việc là ấn nút print thì sau đó thì kết nối vào máy in và thiết lập các cái tùy chọn thì cái tài liệu của chúng ta sẽ được in ra. Bài mẫu thì chỉ có 3 các thôi, nhưng mà nếu như các bạn có trong tay một cái danh sách 30 các hay 300 các thì cách làm nó cũng sẽ như thế này, và nó sẽ sắp xếp làm sao cho một lần in có thể in được hết tất cả những cái tài liệu, tùy vào việc các bạn thêm bao nhiêu trang, bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Và với cái video hướng dẫn này thì hy vọng rằng là khi các bạn gặp phải những cái trường hợp mà một thiết kế nhưng mà cần thay đổi nhiều nội dung thì các bạn có thể áp dụng được và làm cho cái công việc nó trở nên nhẹ nhàng hơn cũng như chính xác hơn rất nhiều so với việc là copy paste, bởi vì như vậy thì nó tránh được cái chuyện là copy sót hoặc là paste nhầm từ người nọ sang người kia.